Cô Huy đừng. Sao? Đừng, cô Huy đừng ấy chụp hôn. Cô Huy chuẩn bị xuống dốc nè. Chuẩn bị xuống dốc. Cẩn thận. Rồi, không nhẹ. Cô Huy, đừng có chụp hình nữa. Cô Huy đâu á, chụp hình đâu? Cô Huy làm cái gì vậy? Cô Huy quay phim. Sắp lên cao kìa Ben. Thích không? Suối nha. Thôi, đừng có quay phim nữa. Lo mà lái xe luôn. Được rồi, cô Huy vừa lái xe vừa quay phim luôn. Ok Ben. Oh yeah. Lên kia, chuẩn bị lên cao. Đúng rồi. Chuẩn bị đi vô kia. Cô Huy vô đó là chỗ đi xuống hả?